Những tháng cuối năm là cao điểm các doanh nghiệp tập trung tối đa nguồn lực cho việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là thời điểm nhiều doanh nghiệp rất cần những hỗ trợ về nhiều mặt, nhất là chính sách thuế. Mới đây, chính phủ đã có quy định mới gia hạn thời gian tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Những ngày này, ngành thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai nhiều giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách này. Theo quy định cũ, thay vì cuối tháng 10 doanh nghiệp phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý không thấp hơn 75%, thì với quy định mới tại Nghị định 91 cho phép đến tháng 1 năm sau, doanh nghiệp mới phải tạm nộp 80% tiền thuế của 4 quý. 21 và 22 này nó suy thoái rất nhiều, gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực mà đi kiếm hợp đồng cho công ty. Rồi đã kiếm được hợp đồng thì khó rồi, thì mà còn thu hồi công nợ cũng khó. Gia hạn được cái thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp rất là mừng. Gia giảm thời gian ra thì cái đó cũng là một cái hỗ trợ cụ thể của ngành thuế cho doanh nghiệp. Tình hình cuối năm thì cũng doanh nghiệp cũng muốn là các cơ quan thuế là họ tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có điều kiện phát triển hơn. Thì đây cũng là một cái chính sách của nhà nước để giãn cái thời gian nộp thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng là một cái điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có cái dòng tiền để tập trung cho cái sản xuất kinh doanh, cho cái nhiệm vụ quý tư. Tại địa bàn Tân Bình thì chúng tôi tiếp tục thực hiện các cái gói hỗ trợ của Quốc hội, của Chính phủ. Bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục là thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đối thoại với doanh nghiệp. Đến hết tháng 10, thu ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt chỉ tiêu pháp lệnh. Riêng lĩnh vực kinh tế chiếm 52% tổng nguồn thu cũng đã tăng 2,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, không dừng lại ở kết quả đạt được, ngành thuế khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhiều giải pháp cho các doanh nghiệp trên toàn địa bàn thành phố. Quý tư trọng tâm của chúng tôi đó là đẩy mạnh cái việc là hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái khâu mà đưa cái hàng hóa ra thị trường phục vụ Tết. Thì đây là một cái mà cái quý mà sẽ có những cái doanh thu phát triển rất cao. Thì cơ quan thuế chúng tôi cũng sẽ đồng hành với cùng với doanh nghiệp trong cái việc kê khai thuế bằng phương thức điện tử thật là thuận lợi, và kể cả là các cái giao dịch, đặc biệt là cái hệ thống hóa đơn điện tử. Những hỗ trợ về nhiều mặt, trong đó có việc gia giảm chính sách thuế giữa bối cảnh hiện nay, sẽ góp phần thúc đẩy quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp, mặt khác cũng nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách, góp phần tích cực vào phát triển chung của nền kinh tế.